Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Chó Phúc Phước Vlog. Hôm nay mình tiếp tục xin giới thiệu tới các bạn bầy chó Phúc Phước nhà mình. Bầy chó 35 ngày nha các bạn. 35 ngày tai lên cứng đét này. Rất là tuyệt vời nha. Bù bấm mập mạp này. Có cả những chó chú chó 50 ngày này. Bạch hổ này. Mình sẽ kêu các bạn lại để cho các bạn xem nhé. Bầy chó 35 ngày, các bạn xem nhé. Đây chính là viện đực này còn đã có người đặt rồi nha các bạn. Các bạn xem chơi nhé. Cái bạch hổ này các bạn, cái bạch hổ lưỡi đốm nha, mặt mũi rất là đẹp này, xoáy dài từ lưng, xoáy dài này, các bạn xem này, xoáy dài này, từ vai trước này ra tận vai sau này, giá không hề rẻ nha các bạn, con này thì rất là đắt tiền nha, nhưng mà đắt sắt ra miếng nha các bạn, chó rất là đẹp, xoáy kiếm một đường thẳng này, mà xem nhé, một đường thẳng dài này, mặt mũi sáng sủa, mặt cáo này, tai lên căng đét này, 50 ngày nhá, chuẩn bị chích mũi hai nha các bạn. Còn đây là một em viện đực này. Viện đực tai lên là một tai này sắp lên sắp hết rồi này. Lưỡi đốm này, mặt rất đẹp này, hầu dê cu tèo nha các bạn. Xoáy này, các bạn xem xoáy này. Xoáy từ đây dài xuống dần gần sát cái đuôi luôn, tức là qua cái xương hông luôn. Một em đực giống này, xoáy kiếm này, cực kỳ đẹp nhá. Em này vẫn đang còn nha các bạn. Giá cũng không rẻ nhá, nhưng mình đảm bảo này, bảo hành cho các bạn lên tới 9 tháng luôn. Đực rất là đẹp nhá. Viện đều vệ như con hổ này, các bạn xem này. Đấy. Mình chuẩn bị chích chuẩn bị số run và chích mũi 1 nha. 40 ngày chích mũi 1 các bạn. Cặp viện đực rất là đẹp, bạn này là có chủ rồi nha. Còn bạn này đây. Nếu anh em nào nhanh tay thì gọi điện cho mình cọc trước Tết nhá. Cọc và đón trước Tết. Trước Tết là sẽ đủ 2 tháng là đón được nha các bạn. Nhanh tay sẽ sở hữu được một con giống cực kỳ đẹp nha. Nếu trước Tết không ai chốt thì mình sẽ để giữ lại, mình nuôi lớn luôn, mình sẽ theo dõi nó luôn nha. Bảo hành cho các bạn lâu dài nha. Còn đây là một em cái vàng. Cái vàng mắt hổ phách nha. Này các bạn xem này, lưỡi đốm rất là nhiều này. Đấy, lưỡi đốm rất là nhiều luôn. Tương lai là đen tới 95 đến 98% nhá. Mặt đen, mặt bao công, hơi đen một tí xíu nhưng mà rất là đẹp, đảm bảo với các bạn luôn. Xoáy này. Xoáy to và dài này. Còn đây là một con cái vàng má bạc này, cái vàng má bạc nha, cái vàng má bạc mắt hổ phách này, cái vàng má bạc mắt hổ phách, lưỡi đen 100% nha các bạn. Đây cho các bạn xem này, này lưỡi đen 100% nhá, đen từ lúc 20 ngày luôn nhá, lưỡi đen 100%, các bạn nhanh tay sở hữu một con giống cực kỳ đẹp nhá. Cái vàng má bạc hầu dê cu tèo nhá, cũng có xoáy dài nhá, xoáy dài ok nhá. Đây là vàng kem nha các bạn, vàng kem má bạc nhá, lưỡi đen. Vàng kem má bạc lưỡi đen. Còn đây là một em đực vàng bò nha các bạn, đực vàng bò nha, xoáy cũng dài luôn này, hầu dê cu tèo này, lưỡi đốm này, mắt hổ phách này, mắt viền đen đậm này các bạn. Anh em nhanh tay nếu mà sở thích thì nếu mà thích cái màu này thì anh em vui lòng gọi điện cho mình nhá, gọi điện hoặc là kết bạn Zalo nhé anh em.
mình sẽ không trả lời giá trên trực tiếp trên comment của các bạn ở trên bài đăng đâu nhé. Các bạn hãy vui lòng gọi cho mình trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo mình trao đổi với nhau nhé. Tại vì khi kết bạn Zalo ấy, mình sẽ gửi thông tin video hình ảnh trực tiếp cho các bạn xem, cho anh em xem, cho tất cả anh em xem cho nó thoải mái nhá. Chứ nếu không thì mình chat trên ấy thì mình chỉ báo xong rồi các bạn không, các anh em cũng không quan tâm tới, cho nên là không có trả lời và không có giao lưu được với nhau nhé. Hãy nên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp để mình trao đổi cho nó dễ ha. Các bạn lưu, các anh em lưu ý giùm mình nhá. Em đực vện kem này, mặt rất đẹp nha. Em này mình giữ lại chơi này. Em này mình giữ lại chơi nha các bạn. Này, mặt mũi rất đẹp này. Để giới thiệu với anh em chơi vui thôi, xoáy dài này. Đây. 50 ngày thôi, xoáy dài, xoáy từ giờ từ vai trước sang vai sau luôn nha các bạn. Xoáy kiếm dài này. Vện đều này. Đây là vện kem nha các bạn. Vện kem gần giống bạch hổ nhá. Bạch hổ là em cái kia kìa. Đây em cái bạch hổ đây các bạn. Em cái bạch hổ đây nhá. Đấy mình giới thiệu rồi nhá. Đây các bạn xem nhá. Ok rất là đẹp luôn. Đấy, tướng tá rất là ngon lành nhá. Đẹp trai. Xinh gái nhá. Nhanh tay nha các bạn. Xoáy dài nhá. Một chú chó rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Nếu anh em là có nhu cầu sở hữu thì alo cho mình nhá. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nhá. Và mình cam kết với tất cả anh em rằng là chó nhà mình đăng lên video không bao giờ quá một tháng là bán hết. Cho nên anh em mà có nhu cầu thì sở hữu nhanh nhé. Đây. Hiện tại thì mình đang giao bán một em được 2,5 tháng, được vện lửa nha các bạn. Được vện lửa 2,5 tháng. Mặt mũi khá đẹp. Tai đã lên. Xoáy bán nhỏ, dài, rất là khôn, rất là nghe lời nha các bạn. Rất là tuyệt vời, em này rất là quân chủ luôn nhá. Đuôi cung ngay chính giữa. Ngực nở eo thon à, ngực nở eo thon nhá à. Ngực nở eo thon nha các bạn. Còn duy nhất một em 2,5 tháng nhá. 7-8 con đã về chủ mới hết rồi, còn duy nhất một em này nhá. Giá hơi sinh viên thôi, không sinh viên lắm nha các bạn. À, các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp nhanh cho mình nhé. Nhanh đi đón một bé Phú Quốc về chơi nha các bạn. Những anh em nào đang còn chần chừ thì nhanh tay nhé. Mình một chú chó rất là tuyệt vời này. Đanh lẻ săn bắt này, quấn chủ này. Đấy các bạn xem. Rất là lanh. Đây là em đực vện kem này. Đực vện kem này là mình giữ lại để chơi này. Giữ lại để có thể là mình làm giống nhé. Đấy, sau này mình sẽ làm giống này. Sẽ là... Đấy. Còn đây là em cái bạch hổ này. Đấy, cái bạch hổ này, mặt rất đẹp này. Đấy. Giá thì không rẻ nhá, hồi nãy mình có nói rồi nha các bạn. Giá không rẻ nhá. Màu rất là đẹp. Còn đây là em vện lửa nhá. Đấy. Em vện lửa này thì các bạn vui lòng gọi, anh em vui lòng gọi trực tiếp cho mình cái nhé, hoặc là kết bạn Zalo nhé. Mình nói đi nói lại rồi là gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo nhé, chứ mình không có báo giá trên bài video đâu nhé, vì lý do nhiều lý do lắm. Các anh em thông cảm dùm nhé. Em đen này là mình đã có khách đặt cọc rồi nhé. Đen xoay kiếm lưỡi đen nhé. Lâu lâu mình mới có hàng thôi chứ không bao giờ có hàng liên tục đâu các bạn. Đấy. Em này đực rất xoáy này, có một anh đã đặt cọc rồi này. Tức là chó nhà mình là thậm chí mà mới đẻ ra là đã có người đặt rồi nha. Cho nên là anh em nào nếu mà có nhu cầu thì nhanh tay lên nhé. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nhé. Đấy, em vện đực này. Vện đực xoáy kiếm dài này, các bạn xem này. Đấy, xoáy tuyệt vời không? Đuôi cung ngay chính giữa nhá. Này là đực giống nhá.
mình bảo hành lên tới 9 tháng luôn nha các bạn. Bây giờ nó mới có 30 ngày nhưng mình bảo hành lên tới 9 tháng nhá. Tuyệt vời luôn cho các bạn nhá. Được giống nhá. Giá thì không rẻ nhưng mình bảo hành tuyệt vời luôn. Thì rất là đẹp, rất là chuẩn đấy cho anh em làm giống nhá. Đuôi cung ngay chính giữa này. Hầu dưới cu tèo, cặp mắt hổ phách. Mắt không lên màu. Nuôi 9 tháng có tật lỗi cứ trả lại cho mình nhá. Được là mình bảo hành lên tới 12 tháng chứ không phải 9 tháng luôn, 12 tháng luôn. Bảo hành chuẩn luôn cho anh em nhé. Bắt đầu bít phối à, móng đen này. Đó, móng đen này. Đó. Rất là lanh lẹ ha. Đó. Còn đây là em được vện lứa này. Đó. Vện lứa này mình đang bán nhé. Đang bán giao lên luôn nè. Nếu mà anh em là có nhu cầu mua là giao luôn nhé. Đã chích ngừa 2 mũi rồi nhé. Sinh ngày mùng 5 tháng 9. Mùng 5 tháng 9 đến mùng 5 tháng 12 là được 3 tháng nhé. Đó. Đây. Anh em xem nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Em này lưỡi đen này. Có anh em nào hẹn bắt cái vàng lưỡi đen thì nhanh tay lên còn nhé, chậm tay thì hết nhé. Mình xin nhắc lại với anh em luôn là chó nhà mình là chó giống tuyệt vời đẹp luôn. Chưa bao giờ mà đăng lên mà quá một tháng mà không bán được nhé. Anh em cứ yên tâm. Nếu anh em mà cứ chần chừ thì không bao giờ mua được đâu. Và giá cả nó phù hợp với lại cái túi tiền của mình bỏ ra. Mình chi tiền nhiều thì mua được con chó giống đẹp thôi nhé. Đấy. Như em bạch hổ này này. Đấy. Để chơi được bạch hổ thì mình phải có tiền mình mới dám chơi chứ. Nếu mà không thì thôi nhé. Chứ đừng có nghĩ.